Trước tiên thì em xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ban tổ chức cũng như là hai anh chị Trấn Thành và chị Việt Hương đã tạo cơ hội cho em. Em mê nghề lâu lắm, nhưng mà đến hôm nay em mới đứng được. Tính ra cũng gần hơn một năm rồi, gần một năm. Em rất là run, thực sự mỗi lần diễn em đều run. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ không làm được. Bởi vì em quá yêu sân khấu. Jelly phô mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Cặp gì mới vô xá quá vậy trời. Con nhỏ này tự nhiên trở lại thành ngôi sao, thấy không? Vừa phóng ra, em nghe khán giả la hét cho em. Như vậy là em biết, sau các cuộc thi, sau khi em đến với Thách Thức Danh Hài, em đã có khán giả riêng cho mình. Chúc mừng em bước vào nghiệp diễn. Cho chị biết cảm giác khi được mời ở cái vòng gọi là gala gặp lại. Em sợ hai anh chị. Gặp hai chị em ngọt trong... như nha. Giọng trong khà. Giọng được cái ngọt. Lý do tại sao sợ anh chị? Tại vì giờ em bắt đầu đi theo nghề, cho nên là anh chị bây giờ sẽ khó hơn nghe, khó hơn so với lúc đầu em tham gia chương trình. Khó chứ. Và anh chị cũng biết cái e của em, cái kiểu diễn của em, cho nên á, nói chung là em cố gắng thôi, kệ được diễn. Dạ. Rồi Trang ơi, thoải mái chưa? Dạ rồi anh. Rồi rồi ha. Dạ. Mừng hết sức nha. Và 60 giây bắt đầu. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thách Danh Hài Thức. Đây là một game show hot nhất năm 6012. 2016. 6012. 2016 bà ơi. Năm nào không quan trọng, quan trọng là có hot hay không. Chúng ta có 60 giây để làm cho hai vị giám khảo hoặc là thức dậy hoặc là ngủ luôn. Và một tràng pháo tay để đến với thí sinh đầu tiên. Chào bạn, giới thiệu về mình đi rồi thi. Dạ chào chị, em xin chào ban giám khảo, em xin tự giới thiệu tên của em. 6 giây bắt đầu. Trời ơi em chưa đếm. 59. Chị ơi. 45. Sao đếm liền rồi? 40. 35. 20. Chưa gì. 15. 5. 3. 1. Hết giờ. Đi về. Quẹo phải liền. Rồi chúc mừng bạn. Xin hài. Xin hài và mình hướng đã cười. Bạn đã vượt qua được vòng 1. Bây giờ Giang đã qua được vòng 1 rồi. Có hồi hộp không? Dạ còn. Hả? Cái gì vậy? Tại vì lâu quá mới cười. Lâu quá mới cười ha? Dạ. Hồi hộp đúng không? Tại hồi đầu á, cười rồi mà ghim. Em biết không? Tại sao? Như em nói, em đã là diễn viên rồi, đòi hỏi người ta khó hơn, nên có ghim lại chút xíu chứ đúng không? Chứ dễ dãi quá cho em đâu có được. Rồi, lần đầu em vô vòng 2. Trang ơi, vòng 2, thời gian 60 giây, bắt đầu. Đổi qua hậu rồi, lúc này có hợp đồng gì không? Dạ, mới chung một cái hợp đồng rất là lớn. Lớn lớn gì? Là busy. À, sửa xe máy hả? Sửa xe máy là gì? Cái busy gắn trong xe máy á. Đâu có phải, busy người ta là người mẫu. Người mẫu tên busy. Người mẫu tên model. Là sao? Busy dạng như bia. Bia tay. Bia tay là gì? Tôi thuộc bài. Bia. Thuộc bài có. Busy dạng như người mẫu quảng cáo. Người mẫu quảng cáo bằng bia. Cái gì vậy? Không phải. Vậy... Không, bây giờ tôi nói bạn không hiểu đâu. Hồi xưa mày có bị té giếng không vậy? Té xét. Té xét là sao? Đang đứng xét đánh cái đùng. Trúng không? Không. Hên vậy? Té xuống giếng. Trời. Bà không quá. Giỏi. Chúc mừng bạn vượt qua vòng 2. Miếng thông minh. Có té giếng hay không? Không. Té xét. Sao vậy? Xét đánh cái đùng đúng không? Không. Hết hồn té xuống giếng. Giỏi. Chịu. Chịu. Qua vòng 2 cứ điềm đạm, cứ bình tĩnh như nè. Tôi báo trước là hồi nãy tôi không nghe cái gì cho đến cái đoạn té xét đó nha. Dạ. Cái giọng hơi xét rồi đó nha. Dạ. Bây giờ nói phải chậm chậm lại, ngắn gọn mà hiệu quả, chứ đừng có ào ào không có nghe. Dạ. Hai bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Và vòng 3, 60 giây bắt đầu. Lúc này mình định làm gì nữa vậy? Em tính đứng sân sau lĩnh vực ca sĩ. À, là người của công chúng hả? Đúng rồi, để trở thành người của công chúng thì lúc đó mình sẽ chung cống hát. Gì chung xuống cống hát? Công chúng là chung cống. Không có. Em hát chung cống. Chung cống hả? Hát trên sân khấu á. Bài gì? Em sẽ đẩy tên tuổi em lên, em sẽ hát bài Bay. À, biết nè. Biết bài Bay. Dòng đu quay cứ trăm phút bay lại càng bay lên cao. Điệp khúc là bay lên trên đôi môi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên trên đầu mình. Bay lên đầu mày á. Đi hát cho người ta mà bay lên đầu không được. Chứ sao? Không phải, bây giờ em gợi ý nha. Em sẽ hát một cái vũ điệu rất là nổi tiếng. Vũ điệu quan giả. Giả vào mặt mày. Vũ điệu quan giả chị Việt Hương chỉ hát. Tôi với chị Hương giả vào mặt bà. Sao vậy? Của Hồ Quỳnh Hương. Bậy quá bậy. Em hát một cái vũ điệu rất là nổi tiếng, em gợi ý. Một cái nữ ca sĩ. Ca sĩ đó có một cái mái tóc rối. Tóc bà rối á. Tóc hát. Không phải.
có sĩ có tóc đó. Rồi, yeah, yeah. Tém. Tóc tiền má ơi. Chúc mừng bạn. Giang Hà, chúng ta đã cười. Giang Hà, Việt Hương đã cười. Và các bạn có cơ hội đi vòng 4. Đọc rồi, tóc hát, tóc tém. Giả như mặt tóc tiên. Bất ngờ, được, dễ thương. Vòng 3 đã thoát. Thành ơi, coi mình có bình ổn giá được không? Bình ổn chứ. Chứ mình cười quá. Ban tổ chức ông mời mùa sao. Biết mà. Vòng 4, thời gian 60 giây bắt đầu. Ủa, ca sĩ tóc tiên rồi tính biến thể theo cái gì? À, em thích chị tóc tiên cho nên em sẽ bắt chước một cái vũ điệu rất vũ là nổi tiếng. Vũ điệu công chiên. Thì đúng rồi, nhưng mà em sẽ hòa âm phối khí bài mới. Đạo nhạc chứ hòa âm gì? Quê mùa, biết đạo nhạc là gì không? Là ăn cắp. Thôi bậy, đạo nhạc là chỉ đạo âm nhạc. Trời ơi. Đó, em chỉ đạo bài của chị tóc tiên thành bài của em. Bài gì? Một cái vũ điệu mới. Vũ điệu gì? Vũ điệu đồng chiên. Bảy tầm ba nha. Trời ơi, sao vậy? Trời ơi, bảy bà. Em sẽ xây dựng hình ảnh chị tóc tiên. Một ngày đó em sẽ sánh đôi cùng chị tóc tiên. Sánh dài. Cái nốt em là phải sánh đôi. Sánh dài. Vô số biết là phải sánh đôi. Sánh dài. Thôi giờ sánh dài đó. Sánh đôi. Sánh đôi, sánh dài. Sánh đôi dài. Trời sao bà té xét luôn. Kệ tôi. Nó nghe nè. Sao? Chị tóc tiên sẽ định hình cho em phong cách đó. Em sẽ làm ca sĩ, em sẽ diễn điệu cồng chim. Ê, tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh. À, em đã thấy cục ghèn trong mắt anh. Tôi đã thấy giá vàng tăng rất nhanh. À, tôi đã thấy hai người đàn bà chơi đá banh. Ai vậy? Hương bà. Nghiêng qua cho em quá. Cái gà nó nghiêng qua cho em quá. Nhưng mà em thấy nghiêng cho ai cũng không thành vấn đề, cũng được đi. Nhưng mà cái miếng nó chưa có sắc lắm. Có nghĩa là em hiểu không? Cái miếng nó vẫn đang là gì nè. Không phải là không vui. Em thấy không? Khán giả vẫn cười. Có nghĩa là cái miếng này, cái độ mạnh nó vẫn bằng với những cái miếng trước. Nó phải mạnh hơn chứ, tại vì mình đi càng sâu nó càng mạnh hơn. Và sau khi em đã diễn, sau khi em đã thi, sau khi em đã đi một vòng, bây giờ em trở về, em có nghe được cái tai của em, có nghe được khán giả khi em diễn không? Em có thấy vòng 4 khán giả nó nhẹ hẳn đi. Khán giả của mình tinh ý lắm, thông minh lắm. Họ sẽ biết được à, và họ cho, họ đợi. Và tới cái vòng thứ tư, tụi em nhẹ ký qua. Rồi bây giờ sau khi diễn xong, chị muốn nghe em nói. Trước tiên thì em xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ban tổ chức cũng như là hai anh chị Trấn Thành và chị Việt Hương đã tạo cơ hội cho em. Em mê nghề lâu lắm, nhưng mà đến hôm nay em mới đứng được. Tính ra cũng gần hơn một năm rồi. Gần một năm. Em rất là rung, thực sự mỗi lần diễn em đều rung. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ không làm được. Bởi vì em quá yêu sân khấu. Và cảm ơn em đã bước vào nghề của chị ha. Hôm nay không có được mà 150 triệu, nhưng mình lên đây là vì khán giả trước tiên, đúng không em? Dạ. Cho nên anh chị ủng hộ tinh thần em và phần thưởng cho em 5 triệu đồng. Dạ, cảm ơn chị. Thì thật ra là em không có muốn khóc, tại vì hình ảnh của em cứ lên bị mít ướt hoài à. Nhưng mà thật sự là em hạnh phúc. Dạ. Anh ôm anh cái đi. Anh Thành, Quỳnh Trấn Thành của em.